Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Bé gái 10 tuổi tử vong sau phẫu thuật cắt amidan, cha mẹ phẫn nộ vì 7 tiếng sau mới được thông báo. Một bé gái 10 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã qua đời sau khi thực hiện ca phẫu thuật cắt amidan tại một bệnh viện nhi đồng ở địa phương. Sự việc đau lòng này đã khiến gia đình bé gái vô cùng đau đớn và phẫn nộ, đồng thời đặt ra câu hỏi về quy trình phẫu thuật cũng như trách nhiệm của bệnh viện. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, bé gái được mẹ là chị Thang đưa đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật cắt amidan bằng phương pháp vi phẫu. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 12:40 cùng ngày và được phía bệnh viện thông báo là đã thành công tốt đẹp. Khoảng 13:40 phút, gia đình được thông báo bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Tuy nhiên đến khoảng 14:30, bác sĩ bất ngờ thông báo con gái của chị Thang bị ho và xuất huyết phổi, cần được chuyển đến phòng ICU. Dù vậy, theo camera bệnh viện cung cấp, bé gái không hề được đưa đến ICU. Đến 16:30 phút, chồng chị Thang được yêu cầu ký vào giấy cam kết truyền máu. Khoảng 10 phút sau đó, vợ chồng chị Thang được vào phòng phẫu thuật. Lúc đó, mặt con tôi đã tím đen, miệng đầy máu. Chị Thang nghẹn ngào trong nước mắt khi kể lại sự việc với phóng viên trang The Paper. Lúc này có hơn 10 bác sĩ đang cấp cứu cho bé. Vợ chồng chị Thang bị đưa ra ngoài và đến khoảng 16:50 phút, họ được thông báo vào nhìn mặt con lần cuối. Tôi suy sụp hoàn toàn, chị Thang đau đớn chia sẻ. Ngay sau đó, hơn 10 bảo vệ bệnh viện đã đến và có hành vi ngăn cản gia đình. Khi chị Thang gặng hỏi tình hình con, bác sĩ nói đồng tử giãn rồi, không cứu được nữa. Dù gia đình yêu cầu tiếp tục cấp cứu, nhưng từ 17 giờ ngày hôm đó đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau, phía bệnh viện không hề thông báo tình hình của bệnh nhi. Một nghi vấn được đặt ra, tại sao bệnh viện không thông báo luôn về cái chết của đứa trẻ? Hơn nữa, nguyên nhân cháu bé qua đời cũng không được làm rõ. Để tìm lại công bằng cho con gái, vợ chồng chị Thang quyết định khám nghiệm tử thi. Nội tạng con bé đã bị lấy đi hết để khám nghiệm rồi, giờ thi thể con bé vẫn đang ở nhà xác. Chị Thang nức nở, dự kiến kết quả sẽ có sau 60 ngày làm việc. Phóng viên The Paper đã nhiều lần liên lạc với phía bệnh viện nhưng đều không có ai bắt máy. Trong khi đó, đại diện Trung tâm Y tế quận Đạo Lý của thành phố Cáp Nhĩ Tân cho biết lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra vụ việc.